Rồi, chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần làm bài tập trong cái unit 2 này các bạn ơi. Bài tập này không phải là bài tập trong cuốn sách bài tập, mà nó là bài tập trong ngay trong cái cuốn sách học của chúng ta các bạn. Mỗi cái phần chúng ta đều có cái để chúng ta ôn lại. Và cái phần let's start, chúng ta sẽ ôn lại với phần đọc và viết. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn xem đây. Bạn này giống bạn Andy đúng không các bạn, nhớ chưa? Rồi đây là một bạn nữ này. Hai bạn hồi nãy trong cái video trước các bạn nhỏ đã xem hai bạn nói chuyện rồi đúng không nào? Thì bạn này á, gặp bạn nữ này bạn nói sao? Xin chào, bạn khỏe không? Hi, how are you? How are you, bạn khỏe không? Khi một người hỏi mình có khỏe không thì mình trả lời sao các bạn nhỏ? À, mình trả lời là I'm fine. Đó. I'm fine. Thank you. Rồi, mình khỏe, cảm ơn. Đây các bạn xem đây, giống như đoạn hội thoại này. Đây. Đây các bạn ha. Hi, how are you? I'm fine. Thank you. Cái chỗ này mình cũng có thể hỏi ngược lại how are you cũng được. Nhưng chỗ này nó đã có chữ thank you rồi thì giống như bên này đó. Hi, how are you? Bạn khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Đó, các bạn dùng trực tiếp hai câu này cũng được hả các bạn ha. Đây, giống như các bạn này này. Đó, bạn này bạn hỏi bạn khỏe không? Thì mình trả lời I am fine, thank you. Mình khỏe, cảm ơn. Đó, các bạn nhỏ hiểu được cái ý của cái chỗ này chưa? Rồi, như vậy là các bạn nhỏ đã hiểu được rồi đúng không nào? Đó, cái đoạn giao tiếp của nó là như thế này. Bây giờ, chúng ta sẽ sang phần B xem người ta mong mình viết điều gì các bạn. Wow, quá dễ các bạn ơi. Đây, người ta cho mình bốn cái cụm từ này. I'm, how are you, hi, great. Thì mình điền vô những cái chỗ trống này. Wow, chỗ này ví dụ chỗ này đầu tiên người ta hỏi mình how are you thì phía trước này phải sao các bạn? Hi, đúng không nào? Đó. Đến đấy, bạn này gặp này, bạn này nữ, bạn gặp bạn nam này, bạn hỏi này. Hi, how are you? Xin chào, bạn khỏe không? Thì bạn nam này trả lời I'm fine. Đây, I'm fine. How are you? Đó, I'm fine. How are you? Thì khi bạn này hỏi how are you thì bạn này trả lời I'm okay. Đó. Rồi, như vậy các bạn nhìn này, hi, chúng ta đã điền chữ hi này rồi. Fine, chúng ta đây, I'm fine. Fine, chúng ta điền vô chữ nào? À, that's great. À, chỗ này người ta cho mình chữ great thì mình không cần điền fine các bạn ơi. Mình điền chữ great luôn. Tôi rất là tốt, tôi rất là ổn. Great. Đó. I am great. Tôi khỏe. How are you? How are you? Đây, how are you? How are you? Thì I'm okay. I'm này các bạn. I'm okay. Tốt, tôi tốt. Đó. Như vậy là xin chào, bạn khỏe không? Tôi tốt. Bạn khỏe không? Tôi okay, tôi ổn. How are you? Đây là bạn mèo hỏi. How are you? Bạn mèo hỏi how are you thì chúng ta trả lời I'm fine. Thank you cũng được. Chỗ này các bạn chỉ cũng có thể ghi là I'm fine. Thank you. Đó, các bạn nhỏ ha. Thank you. Đó là khi mình người ta hỏi mình khỏe không, mình bảo mình khỏe và mình cảm ơn đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong bài tập A và bài tập B của Let's Start các bạn ha. Rồi, hẹn các bạn nhỏ tiếp tục với phần D và phần C và đây là phần C ABC luôn các bạn ha. Đó, phần C họ nhiều đây. Rồi, vậy thì hẹn các bạn nhỏ tiếp tục phần D và phần E các bạn nhỏ ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhỏ và hẹn các bạn nhỏ ở các video tiếp theo. Và mong các bạn nhỏ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh nha. Cảm ơn các bạn.